Tối ngày 20 tháng 1, khắp các diễn đàn mạng bất ngờ lan truyền nghi vấn Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã toàn dò có người thứ ba. Cụ thể, Thiều Bảo Trâm đã mở tiệc tụ họp hội bạn và cùng các bánh kem có dòng chữ Be Happy Sister, vui vẻ nhé chị gái. Ngay sau đó, hội bạn cũng đồng loạt gửi lời động viên Thiều Bảo Trâm. Đặc biệt, xoài non Linh Ngọc Đàm cũng còn ẩn ý có trà xanh, người thứ ba, khiến bạn gái tin đồn của Sơn Tùng buồn. Một người bạn trong nhóm còn động viên Thiều Bảo Trâm, hạnh phúc trong tương lai nhé chị mình ơi. Ngay lập tức, trên các diễn đàn mạng đang réo gọi tên Hải Tú, nữ chính trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại và là diễn viên độc quyền của công ty Sơn Tùng. Lý do là vào buổi sáng cùng ngày, Hải Tú bất ngờ bị soi diện áo đôi với chủ tịch. Trước đó, Thiều Bảo Trâm cũng có động thái khẳng định chủ quyền khi tung ảnh đội nón len với đôi bạn trai tin đồn. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, Thiều Bảo Trâm liên tục có chia sẻ ngầm ẩn ý chuyện tình đã tan vỡ. Sau khi dàn chị em bạn thân ẩn ý ám chỉ Tuesday, Thiều Bảo Trâm cũng có động thái dứt khoát khi unfollow Sơn Tùng ngay trong đêm. Ngay lập tức, netizen đã soi ra thái độ lạ của Thiều Bảo Trâm trong ngày vướng tin chia tay Sơn Tùng 20 tháng 1. Theo đó, Thiều Bảo Trâm đã đăng tải loạt story đi tham dự sự kiện. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không giấu được ánh mắt buồn bã, vẻ ngoài mệt mỏi thấy rõ. Nhiều người cho rằng đây chính là động thái ngầm hé lộ chuyện trục trặc tình cảm với Sơn Tùng của Thiều Bảo Trâm. Người hâm mộ đang vô cùng lo lắng cho mối quan hệ của cặp đôi lúc này. Trong một khung hình khác, thần thái của Thiều Bảo Trâm không tươi tắn như mọi lần. Hội bạn thân Vbiz mới đây nghe ngóng được tin nóng hổi rằng Thiều Bảo Trâm đã dọn ra khỏi tổ ấm với Sơn Tùng. Hành động mạnh mẽ của Thiều Bảo Trâm khiến nghi vấn cặp đôi tan vỡ là có thêm cơ sở. Tiết lộ này của hội bạn thân Showbiz đã làm drama Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng và Trà Xanh càng thêm căng đét. Trước đây, Thiều Bảo Trâm 5 lần 7 lượt bị soi check-in tại nơi rất giống với phòng ngủ của Sơn Tùng MTB. Dù liên tục bị thám tử Showbiz soi chi tiết sống cùng nhà với nhau, nhưng cặp đôi Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng chưa từng lên tiếng về vấn đề này. Nhân vật Trà Xanh là ai? Nhân vật Trà Xanh được cho là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ Tùng Trâm đang được netizen ráo riết tìm kiếm. Đặc biệt, sau khi Thiều Bảo Trâm unfollow Sơn Tùng, chuyện theo dõi trên Instagram càng khiến công chúng quan tâm. Trước khi nghi vấn rạn nứt xảy ra, Sơn Tùng là một trong những nghệ sĩ mở đầu trào lưu chỉ theo dõi mình em khi trang Instagram cá nhân chỉ ấn follow duy nhất cô gái Việt là Thiều Bảo Trâm. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2020, Sơn Tùng đã chính thức rời hội để theo dõi thêm một cô gái Vbiz nữa. Và nhân vật đó không ai khác chính là Hải Tú. Hải Tú hiện đang là gà cưng của công ty Sơn Tùng MTB. Không chỉ follow, Sơn Tùng và Hải Tú còn liên tục thả thính qua lại trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, Sơn Tùng đặc biệt thân thiết với Hải Tú, cả hai sánh đôi cùng nhau tại nhiều sự kiện. Thậm chí, Sơn Tùng và Hải Tú còn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội với những câu hỏi đáp đầy thính. Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng rạn nứt từ tháng 12-2020. Rạng sáng ngày 21 tháng 1, dân mạng đã soi được từ thời điểm tháng 12-2020, Thiều Bảo Trâm có thói quen thả tim như thể hiện sự đồng cảm với những câu nói bị phản bội, buông bỏ tình cảm, cô đơn, v.v. Động thái của Thiều Bảo Trâm được netizen cho rằng giống với người đang thất tình. Chính vì thế, nhiều người đặt nghi vấn có thể chuyện tình của cặp đôi đã gặp trục trặc trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng có thể Thiều Bảo Trâm chỉ show deep và thả tim như một thói quen chứ không liên quan đến chuyện tình cảm của cô. Đây chỉ là những lời suy đoán của dân tình, thực hư thế nào chắc phải đợi người trong cuộc lên tiếng làm rõ thực hư. Không biết những hành động trên của Thiều Bảo Trâm có liên quan đến Sơn Tùng không, tuy nhiên, việc cô thường xuyên để tâm trạng buồn bã khiến fan vô cùng lo lắng. Dân mạng vô cùng tiếc nuối và hoang mang khi khắp mạng xã hội lan truyền tin Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng đã chia tay vì nghi có Still Day.